thì mẹ thì chị ăn khang xin chào. Gần đây thì Acer vừa cho ra mắt dòng laptop với giá rất là tốt dành cho những bạn sinh viên ngành kỹ thuật công nghệ thông tin hoặc là những bạn nam ưa chơi game. Đó chính là Acer Aspire E5 575G phiên bản i5 và i7. Aspire E5 575G là một trong những mẫu laptop hiếm hoi của Acer được trang bị chip xử lý thế hệ thứ 7 Kaby Lake. Đây là thế hệ CPU đã được Intel cải tiến về hiệu năng, có khả năng tiết kiệm điện rất là tốt. Với dòng sản phẩm mới ra mắt này thì Acer đã khá là chăm chút về khâu thiết kế cho Acer Aspire E5 575G. Cụ thể, vỏ máy được gia công với những đường vân nhôm xước, giả sợi vải, giúp máy chống chảy xước và chống bám vân tay. Phần khớp nối giữa màn hình và thân máy tỏ ra rất là chắc chắn, khiến bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng lâu dài. Acer Aspire E5 575G sở hữu một màn hình rộng rãi, có khả năng chống lóa khi sử dụng ở ngoài trời nhiều ánh sáng. Kết hợp với một bàn phím có độ nảy tốt và còn được trang bị thêm bàn phím số phụ riêng biệt, thật là hữu ích cho những bạn phải thường xuyên làm việc với số liệu. E5 575G sở hữu một bàn di chuột với diện tích lớn, trang trí viền cắt kim cương, bề mặt chuột trơn mịn cho trải nghiệm mượt mà trên các đầu ngón tay. Ngoài ra, máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối. Ở cạnh trái chúng ta sẽ có một khe tản nhiệt dài, một cổng USB Type-C đa năng, bên cạnh là một cổng mạng LAN tốc độ Giga. Máy của chúng ta vẫn giữ được cổng VGA để kết nối với các loại máy chiếu đời cũ, thích hợp cho những bạn sinh viên cần phải thuyết trình bài tập hay khóa luận. Sau cùng là một cổng HDMI và hai cổng USB 3.0. Hãng vẫn trang bị ổ đĩa quang trên Acer Aspire E5 575G. Ngoài ra thì ở bên cạnh phải chúng ta sẽ có thêm một cổng USB thường và một combo jack 3.5mm. Phía cạnh trước là vị trí của khe đọc thẻ nhớ máy ảnh SD và các đèn báo tín hiệu. Đặc biệt, phần đáy máy của E5 575G được thiết kế với mảng compartment door giúp việc nâng máy dễ dàng hơn chỉ với 3 đinh ốc. Acer cũng bố trí nhiều chỗ thông gió ở đây và pin được gắn liền trong máy nhưng bạn có thể thay thế được trong tương lai. Dung lượng pin ở mức 3 cell, theo Acer thì có thể sử dụng được 5-6 tiếng khi mới mua về. Loa của máy được bố trí ở hai bên rìa gần chân đỡ, chất lượng âm ở mức ổn định và nghe hay nhờ loa màng giấy True Harmony. Về thông số kỹ thuật, dòng máy Acer Aspire E5 575G được trang bị chip Kaby Lake hiện đại, RAM thế hệ DDR4 và có băng thông cao 2400MHz, các đồ họa rời Nvidia 940MXG DDR5. Thêm một ưu điểm lớn ở sản phẩm Acer Aspire E5 575G là bạn sẽ có được hình ảnh sắc nét nhờ một màn hình Full HD. Ngoài ra, Acer còn trang bị thêm cho chiếc laptop của chúng ta một công nghệ Blue Light Shield giúp lọc ánh sáng xanh, giúp bạn sử dụng máy trong thời gian dài mà mắt vẫn được khỏe khoắn. Điều này quan trọng hơn với các bạn bị cận thị. Nếu bạn có nhu cầu cao cho công việc và cả giải trí thì nên chọn phiên bản 15 triệu với cấu hình Core i7, ổ cứng 1TB và 8GB RAM. Nếu nhu cầu học tập và làm việc ở mức độ phổ thông thì chỉ cần chọn phiên bản 12 triệu đồng với cấu hình Core i5, RAM 4GB và ổ cứng 1TB. Nếu là một sinh viên kinh tế thì bạn có thể chọn phiên bản hơn 9 triệu đồng với Core i3, ổ cứng 500GB và RAM 4GB. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!